ngày đặc biệt. Mình về chùa Hưng Khánh ở Tuy Phước có tâm nguyện quy y, thì cũng đã làm xong lễ rồi. Pháp danh là Duy Nhất. Quay các bạn xem cảnh chùa ha. Đây là cái móng chánh điện đang làm, sử dụng là đá nguyên khối, không có thép.